Rồi ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và sau 2 tuần, gần 3 tuần chúng ta chờ đợi thì ngày hôm nay Apple đã cập nhật thêm cho anh em chúng ta một cái phiên bản cập nhật mới, đó chính là iOS 14.4 phiên bản beta 2. Và video ngày hôm nay thì mình cùng với các bạn sẽ cùng tìm hiểu xem trên cái phiên bản iOS 14.4 beta 2 này nó sẽ có những gì và chúng ta có nên cập nhật lên cái phiên bản lần này hay không nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên á, nói về cái việc là cập nhật lên, nó mình chưa biết là nó nhanh hay nó chậm hay nó có tính năng mới, nhưng các bạn có thể thấy trên màn hình của mình cái phần hình nền của nó, cái phần hình nền nó đã bị lỗi. Và khi mà mình vuốt xuống như thế này, các bạn có thể thấy đây toàn là một màu đen, và mình nghĩ là đây sẽ là một cái hình nền mới của Apple, tại vì nó vừa đen, nó vừa có phần đó. Nhưng mà khi mà mình truy cập vào phần cài đặt và mình tìm hiểu kỹ hơn về ở trong cái phần cài đặt á, ở phần hình nền, thì mình nhận thấy đó chính là không có bất kỳ một cái hình nền nào bị mới cả, không có bất kỳ hình nền nào mới, mà chỉ đơn giản đó chính là cái phần hình nền của mình nó bị lệch. Các bạn có thể thấy nó bị lệch lên góc, và bây giờ mình kéo lại, mình chọn vào thiết lập thì nó sẽ đặt lại cái phần hình nền của mình như cũ. Nhưng khi các bạn đặt dày, các bạn phải thay luôn cả cái phần màn hình ở trong đây, như mình đã nói phải kéo cái phần này xuống và chúng ta chọn lại thiết lập thì nó mới có thể thay đổi được cả hai cái hình nền của mình. Chứ còn nếu như bạn thay một trong hai thì nó vẫn giữ là một bên hoàn thiện, một bên lỗi thôi. Đó là cái lỗi đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho bạn khi mà chúng ta vừa cập nhật lên là bị ngay. Rồi, và cái tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái phiên bản này thì nó sẽ nặng bao nhiêu. Thì nó sẽ chỉ dao động khoảng là 340MB, một cái thông số, một cái dung lượng khá là nhẹ để các bạn có thể cập nhật lên những cái chiếc iPhone, và cập nhật cũng cực kỳ là nhanh. Rồi, và sau khi mà chúng ta đã đi qua về cái việc lỗi rồi là cập nhật bao nhiêu rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái tính năng mới ở trên cái phiên bản cập nhật lần này. Và cái tính năng đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho bạn đó chính là cái phần nốt sẽ được cập nhật thêm một tí. Thì ở cái phần bên dưới này họ có chú thích khá là rõ ràng, đó chính là sẽ thêm vào cái việc là sẽ scanner từ cái code, và mình có thể sử dụng cái camera NFC hoặc là dùng cho camera NFC hoặc là dùng cho Safari hoặc là iMac đó. Thì khi mà chúng ta cập nhật lên thì chúng ta sẽ có được những cái tác vụ như thế này. Và thêm một cái nữa đó chính là các bạn sẽ biết được cái hình dạng đầu tiên của AirTag nó là như thế nào. Thực ra thì các bạn sẽ tìm trên iPhone thì chúng ta sẽ không có, và các bạn sẽ thử cho mình một cái dòng lệnh là Find My nè, 2.2 và chữ item. Thì các bạn sẽ được mở trong cái mục tìm iPhone, và các bạn sẽ thêm được những cái vật dụng kiểu như thế này. Thì cái mục đích của cái AirTag đó chính là nó sẽ gắn, chúng ta sẽ sử dụng cái AirTag đó và gắn vào những cái vật dụng hàng ngày của các bạn, để chúng ta khi mà chúng ta lỡ quên nó ở đâu đó thì bạn có thể sử dụng cái Find My iPhone để chúng ta có thể tìm được cái vật dụng đó. Thì đại loại AirTag là như vậy, và chúng ta cũng sẽ có cái hình dạng đầu tiên của nó. Thì bạn có thể thấy là theo dõi vật dụng hàng ngày nè, nhận dạng những vật dụng và đã tìm thấy, cũng như là thêm những cái vật dụng khác. Thì ở đây khi mà chúng ta bấm vào thêm những cái vật dụng á, thì nó sẽ quét và tìm những cái vật dụng này. Thì đương nhiên là chưa có AirTag cho nên là chúng ta sẽ không có tìm ra được. Ok, và như vậy thì chúng ta đã đi qua hai cái tính năng mà mình đã tìm hiểu ở trên cái chiếc iPhone 12 Pro Max của mình khi mà cập nhật lên cái phiên bản iOS 14.4 beta 2. Và thêm một cái nữa đó chính là sẽ dành cho những bạn nào mà chúng ta sử dụng HomePod. Thì khi mà bạn đưa cái chiếc iPhone của chúng ta tới gần cái HomePod thì nó cũng sẽ hiển thị lên một cái phần kết nối chỉ dành riêng cho HomePod và AirPods Max thôi. Thì mình không có hai cái sản phẩm đó ở đây, cho nên là mình không thể nào mà mình demo cho các bạn xem được. Rồi, ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi qua tới cái phần tiếp theo, đó chính là về phần hiệu năng của cái chiếc máy của chúng ta khi mà chúng ta cập nhật lên. Thì ở đây mình cũng có sử dụng QuickBench 5 Pro để mình có thể đo và so sánh được cho các bạn. Thì ở cái phiên bản beta 2 lần này chúng ta sẽ có 1592 điểm đơn nhân và 4197 điểm đa nhân. Về đơn nhân thì nó sẽ hơi thấp hơn một tí xíu so với cái phiên bản beta 1, và đa nhân thì nó cũng sẽ cao hơn một tí xíu. Và ở cái độ chênh lệch như thế này thì chúng ta gần như không cảm nhận được cái sự khác biệt khi mà các bạn sử dụng cái phiên bản iOS 14.4 beta 2 này. Vậy thì câu hỏi ở đây, chúng ta có nên cập nhật lên hay không? Thì đối với những cái phiên bản beta thì mình luôn nói với các bạn là cập nhật lên hay không đó chính là tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn. Tại vì nó không phải là bản chính thức. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm những cái tính năng mới như mình có chia sẻ, và thật ra trên cái bản phiên bản này thì nó cũng sẽ không có tính năng mới nhiều, cho nên là mình nghĩ không cần thiết chúng ta phải cập nhật lên. Nếu như đang ở những cái phiên bản iOS 14.3 nó đã ổn định rồi, hoặc là những cái phiên bản beta thấp hơn ổn định rồi, thì bạn cứ ở đó và chúng ta dùng.
Rồi nói thêm về thời lượng pin thì thời lượng pin của cái phiên bản này nó cũng sẽ không có khác mấy so với cái phiên bản lần trước mình cập nhật là phiên bản beta 2. Cho nên chính vì vậy một trong những cái lý do nữa mà mình đúc kết ra được đó chính là các bạn không nên cập nhật lên cái phiên bản này nếu như các bạn đang ở những cái chiếc máy cũ, đặc biệt là iPhone 6s đó, 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus. Một số bạn thì nói là cái chiếc iPhone 7 Plus của chúng ta khi cập nhật lên đó thì dùng nó sẽ ok hơn, nó nhanh hơn, nhưng mà đối với cái chiếc iPhone 7 Plus của mình thì mình vẫn thấy nó như vậy, nó không có khác nhiều khi mà mình lướt những cái ứng dụng hay là mình chạm vào những cái ứng dụng kiểu như thế này thì cái thời gian nó bật app lên cũng tương đối nhanh và nó ngang với cái phiên bản iOS 14.4 beta 1. Cho nên ok, các bạn có thể không cập nhật lên, và quan điểm của mình thì không nên cập nhật lên cái phiên bản lần này tại vì nó chả có gì mới và hiệu năng về pin thì nó cũng như vậy. Cho nên là các bạn khỏi cập nhật lên chi cho mắc công, để chính thức rồi chúng ta sẽ tiến hành cập nhật lên luôn. Ok, và như vậy thì mình vừa chia sẻ với các bạn tất cả những cái tính năng mới ở trên cái phiên bản iOS 14.4 phiên bản beta 2, cũng như là mình đã đưa ra cái quan điểm của mình về việc là các bạn có nên lên hay không, và các bạn cảm thấy như thế nào về cái phiên bản cập nhật lần này thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.